Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng mà thị trường hàng không hiện đã rất sôi động với lượng tăng chuyến ước lên tới hàng triệu ghế tại các đường bay nội địa. Tuy lượng cung tăng khá dồi dào, nhưng giá vé bay cuối năm và dịp Tết vẫn đang tăng rất nhanh. Giá vé tăng nhưng một số chuyến bay đi các địa phương cũng đã hết vé. Hãng du lịch này cho biết đã bán được tới 85% lượng tour du lịch cuối năm và dịp Tết Nguyên đán. 100% lượng hành khách đều di chuyển bằng đường hàng không. Từ cách đây 6 tháng, hãng đã phải lên kế hoạch để ước lượng chính xác lượng vé máy bay cần thiết đáp ứng nhu cầu của du khách. Vào thời điểm này, khi chúng tôi có kế hoạch sớm như vậy, thì thứ nhất là chúng tôi mới có thể đảm bảo được lượng chỗ để phục vụ du khách. Thứ hai là bảo đảm được lượng vé và dịch vụ ổn định để làm sao mà không có sự tăng giá quá nhiều so với thông thường. Còn tại phòng vé này, trong 2 tháng qua, lượng vé bán ra đã lên tới hơn 10.000 vé. Đại diện phòng vé cho biết, dù các hãng bay có bổ sung thêm ghế để giải quyết tình trạng khan hiếm cuối năm và Tết, nhưng giá vé vẫn thay đổi liên tục từng ngày, thậm chí là từng giờ. Như thông thường thì đường bay Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội vào dịp trước Tết và Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh và sau Tết là những đường bay hot nhất và đang chiếm tỷ trọng lớn nhất so với tất cả toàn thị trường. Các phòng vé, các công ty tour du lịch cho biết là năm nay các hãng máy bay đều công bố mở bán vé máy bay dịp cuối năm và Tết Nguyên đán sớm hơn so với thường lệ tới 5 tháng. Trong đó ghi nhận Bamboo Airways là hãng hàng không mở bán vé sớm nhất, tiếp theo là Vietjet và Vietnam Airlines Group. Theo tính toán, tổng số chỗ nội địa của Vietnam Airlines Group dịp cuối năm và gần Tết là gần 2,23 triệu chỗ. Còn Bamboo Airways cho biết, từ 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng sẽ cung ứng gần 1 triệu ghế trên toàn mạng bay nội địa. Các đường bay có nhu cầu đi lại lớn được hãng tập trung tăng chuyến bao gồm từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến Vinh, Cần Thơ, Phú Quốc, Hải Phòng, Đồng Hới và Huế. Trong 2020 thì là khai thác như vậy là 30 tàu bay. Thì cho đến nay chúng tôi dự kiến là bắt đầu cho đến hết quý 1 thì chúng tôi sẽ nâng được lên là tổng số là 30 tàu bay. Cái tổng cái số lượng ghế rất là lớn và đặc biệt là đối với cái dòng máy bay thân rộng thì nó mang lại một cái tiện ích rất là lớn đối với người dân, trong đó là các cái dịch vụ mà chúng tôi định hướng 5 sao như là ghế ngồi rồi suất ăn, và đặc biệt bây giờ có cái dòng máy bay 787-9 thì đấy là một cái mà rất là tiện ích cũng như là mang lại sự thoải mái nhất cho hành khách. Ghi nhận trên hệ thống bán vé trực tuyến của các hãng hàng không, đường bay Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội luôn có mức giá trung bình từ 3 triệu đến 3 triệu 6 một chiều, trong khi chiều ngược lại vé chỉ gần 1 triệu đồng. Lý do là các hãng bay phải chấp nhận bay lệch đầu trước Tết, tức là bay không khách hoặc ít khách để khai thác chiều khứ hồi. Lãnh đạo Cục Hàng không cho biết đây là đặc thù của mùa bay cao điểm dịp cuối năm và Tết. Cục cũng đã tính đến các phương án dự phòng để kịp thời bổ sung lượng ghế cung ứng trong trường hợp nhu cầu đi lại bằng đường hàng không của người dân tăng cao.